34Y, bác sĩ Quảng Ngãi lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch COVID-19. Ngoài 34Y, bác sĩ lên đường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19 còn có nhiều nữ sinh ngành y đã hoàn thành chương trình đào tạo, được cấp bằng tốt nghiệp, tình nguyện vào thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Sáng ngày 27 tháng 8, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh đã dự lễ ra quân tiễn 34Y, bác sĩ Quảng Ngãi lên đường hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ 34Y, bác sĩ được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và được xét nghiệm có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 trước khi lên đường hỗ trợ chống dịch. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi biểu dương và đánh giá cao tinh thần xung kích của các y, bác sĩ trẻ tình nguyện tham gia hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Vì các đoàn y, bác sĩ hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch thể hiện sự sẻ chia của đội ngũ cán bộ y tế tỉnh và tình cảm, trách nhiệm của đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Ngãi chung sức, đồng lòng cùng cả nước giúp đỡ thành phố Hồ Chí Minh sớm đẩy lùi đại dịch. Ông Minh nói, sau khi vào tâm dịch, toàn bộ 34Y, bác sĩ sẽ được bố trí làm việc tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Do đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý, đoàn công tác cần thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch để bảo vệ an toàn cho bản thân, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tương thân tương ái của người Quảng Ngãi. Đồng thời, chấp hành nghiêm túc sự phân công của địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước đó, ngày 31 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng đã cử đoàn công tác gồm 23 y, bác sĩ trẻ lên đường vào tỉnh Bình Dương hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Đến nay, đoàn công tác này đã hoàn thành nhiệm vụ và dự kiến về đến Quảng Ngãi vào ngày 27 tháng 8. Trước đó, ngày 26 tháng 8, ông Tô Kỳ Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trường vừa tổ chức lễ tốt nghiệp sớm hơn dự kiến cho 8 sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo để lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch COVID-19. Theo ông Nam, 8 sinh viên trên cùng với 17 sinh viên điều dưỡng khác đã tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch tại xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh thị xã Đức Phổ. Ngay khi hết thời gian cách ly, 8 em tiếp tục đăng ký vào thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Từ nguyện vọng các em, khi hoàn thành các chương trình đào tạo, sáng ngày 26 tháng 8, nhà trường đã tổ chức lễ tốt nghiệp sớm hơn dự kiến cho các em. Ngay trong đêm ngày 26 tháng 8, các em đã lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh, ông Nam cho biết. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.